Mến chào các tất cả anh em nha. Chào mừng anh em đã đến với cửa hàng Đông Nguy Cơ Nguyễn Châu, địa chỉ 27 Hùng Vương, thị trấn Ây Gia, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha mấy anh em. Thì theo nhu cầu của mấy anh em kêu em làm về ba máy máy quay máy cử 5-6 ngựa đồ mini nè mấy anh em. Rồi sẵn tiện hôm nay em sẽ quay con Mitsu cho anh em ha. Con này vừa đời vừa quay luôn nha mấy anh em. Mấy anh em đời được mà quay cũng được luôn ha. Mitsu 6 ngựa rưỡi nha, 625BS tua 2004, maximum là tua 2006 nha. Máy có công đồ bo luôn nha mấy anh em, con này rất là mạnh ha, 6 ngựa mà có công đồ bo luôn, rất là mạnh luôn. Máy nước sơn đồ là còn đẹp len keng nha anh em, máy đệ về là nước sơn nè mấy anh em, không chưa bung một con ốc nào ha. Đây cái đề của nó đây, vừa đề vừa quay luôn. Anh em nào muốn đề muốn quay quay con này mấy anh em mua dây phát điện cỡ 5 kg đều là 3 kg 5 kg rồi chạy ok luôn ha. Bánh trứng bây giờ lớn nè, máy này thì nó không có xạo gió nha mấy anh em, nó chỉ xài như vậy thôi đó. Cái năm thước lên đây lắp dầu là còn len keng sao em sao lắp dầu không thấy ghiền à. Đề của nó là Mitsu luôn nè, con này chạy cũng lợi dầu lắm nha mấy anh em. Đây là cái nó xài báo nhất điện luôn ha, cái con này nó gác lên cái xe gì á, nó có báo nhất điện này. Mấy con này dòng mấy trên gác mấy xe nè, cái bô thì nó hơi sét. Đây đồ đây là em không có sơn tút gì hết á, có sao để như vậy, cái nào riêng quá để theo riêng, còn anh em nào muốn đẹp bây giờ mua chai sơn á, xịt về xịt lên cho đẹp. Đó, quay cận cảnh từng con ốc cho mấy anh em xem ha. Đây đây dàn nghe làm khá chắc chắn luôn mấy anh em, nhưng mà nghe to. Rồi đem nổ máy tới mấy cho anh em xem ha. Còn giá cả thì em có để dưới phần mô tả nha mấy anh em. Cực dầu nó đây giờ còn trắng bum luôn này, chưa có miếng dơ luôn. Rồi đem nổ máy tới mấy cho anh em xem. Máy nổ là bao tối nha anh em. Chỉnh gang tay nhỏ lại. Em luôn anh em, để em chỉnh gang từ nhỏ này chút lên cho anh em xem. Mấy gang tay đếm từng tiếng luôn anh em. Cái dòng Mitsu này con 10 con mà nổ ngôi 10 anh em, cái đồng cơ của nó nổ rất là hay nè, nói về gan ti của nó là nó diễn.
đây em xin kết thúc video tại đây luôn nha mấy anh em. Chúc tất cả anh em một buổi chơi thật là vui vẻ ha. Em xin chào tạm biệt mấy anh em.